Này, thật sự là bây giờ phải làm gì? Có gì trên bàn này bê muốn xài gì bê xài, cái này là dầu nè. Bước đầu tiên của bê ấy, bê sẽ dùng bàn bắt chiếc. Làm đi. Bắt chiếc cũng không ra đâu. Xong xong rồi đến một lúc nào đó bê sẽ sáng tạo ra một món mới. Có vẻ giống, có vẻ giống. Từ tay hay sai. Bê 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 học là bếp rồi, coi như là một lần trải nghiệm. Thôi rồi. Nhảy trứng nó mới đều. Không kết, tôi đánh kiểu của mẹ hay là mẹ hay làm.